Bốn con giáp vươn mình thành đại gia, phát tài bất chấp khó khăn trong tuần mới 31 tháng 5 đến mùng 6 tháng 6. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông cha ta thường có nói trong phúc có họa, trong họa có phúc, vạn vật thay đổi khó lường nên bình tĩnh trước mọi sự trong đời mới là cách hành xử của người trí tuệ. Trong cuộc sống, ai cũng đều mong mình sẽ đạt được nhiều điều tốt đẹp. Nếu như không thể giàu có thì ít nhất cũng có một cuộc sống bình yên, không phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi ngày phức tạp. Bản thân mỗi người phải luôn tự nỗ lực, cố gắng hết sức mình để đạt được điều mà mình mong muốn. Tử vi năm 2021 có cho thấy trong 7 ngày tới sẽ có một số con giáp gặp được nhiều điều may mắn, được thần tài, quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bốn con giáp này làm gì cũng thuận buồm, xuôi gió, phát tài bất chấp khó khăn trong mùa dịch Covid và vươn mình trở thành đại gia. Hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu xem đó là bốn con giáp may mắn nào và liệu rằng mình có nằm trong những con giáp may mắn này hay không và có những vận may nào đến với các con giáp trong thời điểm sắp tới. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Sửu. Tuổi Sửu là người có sự nhân nại, kiên trì nên dù khó khăn, dù cho mọi người xung quanh nghĩ đó là điều không thể thì vẫn luôn nỗ lực để có thể hoàn thành mục tiêu. Mặc dù không phải là người có kỹ năng tốt, nhưng chính sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà cuối cùng những người tuổi Sửu thường chạm tới đích của chính mình. Cũng vì thế mà người tuổi Sửu phải đến độ tuổi khá muộn mới có thể thành công. Đồng thời, người tuổi Sửu có tinh thần cạnh tranh khá dữ dội, thường không thích thua kém người khác. Họ khá nhạy cảm và không thể bỏ qua việc bị người khác xem thường. Và vì thế mà họ lại càng nỗ lực để đáp trả lại những hành động đó. Tử vi học có cho thấy, tuần tới là một tuần rực rỡ đối với mệnh chủ tuổi Sửu trên cả phương diện tài lộc và sự nghiệp. Dù đầu tuần, bản mệnh có thể sẽ vướng phải cạnh tranh của đồng nghiệp hoặc đối thủ, nhưng sau đó, cát tinh trợ giúp khiến cho bản mệnh nhanh chóng khẳng định được khả năng của mình. Những thời cơ làm ăn sẽ đến với những mệnh chủ đang đi theo con đường đầu tư, kinh doanh, chủ yếu vào cuối tuần. Bản mệnh có thể thu hồi được một khoản lời lãi khá khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Tử vi khuyên khi cơ hội mở ra trước mắt, bản mệnh hãy mạnh dạn nắm bắt, tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Tuy nhiên, bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước, bản mệnh cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Bởi ngũ quỷ chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho bản mệnh. Hãy luôn suy nghĩ thật cẩn thận trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Chính vì vậy, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là tuổi Dần.
Tuổi Dần là người mạnh mẽ, không sợ hãi, luôn can đảm đối mặt với mọi vấn đề. Họ còn là người nghiêm túc, có quan điểm đạo đức rõ ràng nên không chấp nhận những điều bất chính, cũng như nhất quyết không làm những điều trái với suy nghĩ của bản thân. Chính vì thế mà những người tuổi Dần nhận ra được sự kính trọng của mọi người xung quanh. Bên cạnh một tinh thần nghĩa hiệp, niềm tin mạnh mẽ thì tuổi Dần là người có trái tim giàu cảm xúc. Khi đã tìm ra điều mình thích thì tuổi Dần luôn tìm đam mê cực lớn cho nó, dù là cuộc sống hay công việc. Trong tình yêu, họ cũng là người lãng mạn, thậm chí đôi khi thái quá làm cho đối phương cảm thấy nặng nề. Tử vi học cho biết tình hình tài chính của mệnh chủ tuổi Dần có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần này. Thiên tài và thực thần hỗ trợ sẽ giúp bản mệnh có khả năng đánh giá chính xác tình huống trước mắt để đưa ra những quyết định đầu tư, làm ăn phù hợp. Bản mệnh có thể kiếm được một khoản kha khá trong khi rất nhiều người ngoài kia đang phải vất vả do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên quá mức tham lam, thực hiện những hành động không chính đáng để kiếm tiền. Hãy biết hài lòng với những gì mà mình đang có và làm giàu dựa trên chính công sức chân chính của mình. Ngoài ra, với những mệnh chủ đang làm công ăn lương, sự nghiệp chủ yếu khởi sắc vào đầu tuần cho sự nghiệp chủ yếu khởi sắc vào đầu tuần do được các tinh nâng đỡ, bản mệnh có thể hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, mở ra cơ hội thăng chức, tăng lương. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hành thông, thuận lợi, mệnh chủ tuổi Thìn hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng hung tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Dần tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Dần để vật phẩm mà lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ là người luôn hành động. Họ cũng rất tích cực trong việc gặp gỡ, giao lưu với người khác, kể cả người ở vị trí cao hơn mình. Từ đó mà họ tạo được cho mình một mối quan hệ rộng rãi, đa dạng và luôn vui vẻ với mọi mối quan hệ. Họ cũng rất thân thiện với những người tiếp cận lại mình. Dù lần đầu tiên gặp nhau, nhưng họ hoàn toàn có thể nói chuyện một cách thoải mái. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ là người rất thông minh, có khả năng nhớ và xử lý mọi việc rất nhanh, từ khâu nhận thức đến hành động, từ học hành đến công việc. Ngoài tốc độ, họ còn giỏi trong việc lập kế hoạch và hành động, theo đó nên mọi việc được xử lý một cách hết sức suôn sẻ. Thêm vào đó, họ lại là người tích cực hành động nên so với người khác, họ tích lũy được cho bản thân khá nhiều kinh nghiệm. Tử vi 2021 dự báo mệnh chủ tuổi Ngọ sẽ có một khởi đầu thuận lợi do được thiên ấn và chính quan chiếu mệnh. Bản mệnh nhanh chóng tìm được cơ hội khẳng định bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp. Cấp trên trong thời gian này chắc hẳn sẽ không ngại dành cho bản mệnh một khoản thưởng nóng để khích lệ tinh thần. Tuy nhiên, dù đạt được thành tích cao, bản mệnh cũng chớ nên lấy đó làm kiêu ngạo, thích làm mọi việc theo ý mình, gây bất hòa trong tập thể, khiến người khác chướng mắt. Ngoài ra, chuyện làm ăn kinh doanh chủ yếu sẽ thu về lợi nhuận trong khoảng thời gian cuối tuần. Có thể bản mệnh phải vượt qua nhiều khó khăn, vất vả để kiếm tiền. Những khoản dư giả mà bản mệnh nhận được ắt hẳn sẽ rất khiến cho bản mệnh hài lòng. Có thể thấy rằng, nếu cố gắng, quyết tâm, bản mệnh sẽ hoàn thành rất tốt kế hoạch đã đề ra. Ngoài sự cố gắng, mệnh chủ tuổi Ngọ cũng cần mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hành thông, giúp sự nghiệp tiến triển một cách tốt đẹp. Pháp khí sẽ xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh, đồng thời từ đó sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đặc biệt, khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian tới. Hơn thế nữa, những vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Ngọ. Thứ tư, tuổi Tuất.
Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Họ coi trọng danh dự, chữ tín, một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện. Tuổi Tuất cũng là người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Hơn thế nữa, trên đường đi, nếu thấy người khác gặp khó khăn, tuổi Tuất nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Họ có tinh thần trượng nghĩa và luôn làm những việc có ích cho xã hội. Tử vi tuần này cho thấy, nếu tuổi Tuất là người đang đầu tư, kinh doanh, sẽ có thể tìm được cơ hội làm giàu, trở thành con giáp dễ thành công vào khoảng thời gian cuối tuần. Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi và suy tính kỹ càng, thời gian này bản mệnh có thể bắt tay và thực hiện kế hoạch mà mình đề ra. Tin chắc rằng bản mệnh sẽ kiếm được một khoản chẳng thua kém ai. Với các mệnh chủ đang làm công ăn lương, chút khó khăn xuất hiện vào đầu tuần không thể cản bước chân tiến về phía trước của mệnh chủ tuổi Tuất. Thời điểm này, mệnh chủ khẳng định được giá trị của bản thân mình, thậm chí có cơ hội thăng quan, tiến chức, khiến nhiều người ngưỡng mộ không thôi. Nếu mệnh chủ còn trẻ tuổi, trong thời gian này, hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Tuất cần phải mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp tuổi Tuất tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Tuất. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.